Hello, Quang Khánh xin chào toàn thể cô chú anh chị. Khánh đang đứng tại bãi xe của Toyota Tân Cảng để quay cho anh chị xem mẫu xe Innova E số sàn đời 2017. Con xe này mang nước sơn màu trắng nha anh chị. Và bên Khánh đã hoàn thiện gói làm đẹp Marukuri xong cho chiếc xe này. Xe lăn bánh được 79.000 cây số, đời 2017, phong mới nha anh chị. Số sàn thì quá quen thuộc với anh chị rồi. Không chỉ riêng số sàn mà là cái dòng xe Toyota Innova này luôn. Con này thì anh chị có thể kết hợp vừa đi kinh doanh hoặc là gia đình rất là hợp lý nha. Đó. Và hiện trạng thì Khánh vừa đã được làm đẹp xong và đã thay nhớt và những cái phụ kiện linh kiện trên xe như là lọc nhớt nè và kiểm tra 176 hạng mục thì Khánh cũng đã kiểm tra hết cho anh chị rồi. Thì bây giờ Khánh sẽ đi vào đi một vòng tổng thể của chiếc xe trước để anh chị tham khảo thử nha. Những cái đường gân nổi gân chìm nè và những cái phụ linh kiện, những cái chi tiết trên xe nó liền lạc với nhau dữ lắm anh chị. Màu trắng á, thì nó sẽ rất là dễ chạy, dễ đi, đẹp, nhưng mà anh chị chịu khó giữ sạch tí xíu ha. Tại cái màu này rất là dễ dơ đó. Và nhìn chung chiếc xe thì còn rất là tươm tất và đẹp anh chị. Con xe này thì bên Khánh đang chào bán là 472 triệu và còn thương lượng để anh chị lên xem xe nha. Rồi bây giờ Khánh sẽ đi vào chi tiết xe Innova số sàn đời 2017 này cho anh chị xem ha. Đầu tiên là phần như thường lệ thôi, Khánh sẽ quay phần đèn trước anh chị xem. Đèn chúng ta là đèn zin nha anh chị và không có bị bể góc gì hết nha. Và rất là liền lạc. Xe này thì bên Khánh cam kết với anh chị là không có đâm đụng, không ngập nước. Và đồng thời sẽ bảo hành cho anh chị là 1 năm để chúng ta yên tâm sử dụng nha. Đó. Những cái góc đèn không bị bể nha anh chị. Cản thì bên Khánh cũng đã sơn dặm lại những cái chỗ mà trầy xước, Khánh cũng đã xử lý lại cho anh chị hết rồi. Mặt ga lăng đẹp và còn rất là bóng bẩy anh chị. 7 năm sử dụng rồi nhưng mà còn rất là mới ha, chất xe đẹp. Con này thì bên Khánh vẫn có hỗ trợ ngân hàng. Anh chị nào chúng ta đang muốn mua với hình thức vay thì bên Khánh vẫn có hỗ trợ vay được 60% trong vòng 3 năm. Đây anh chị coi nè, tắp vi tắp ly còn thẳng tắp luôn nha. Những cái chi tiết này anh chị coi ha, còn khá mới. Những cái nỉ trên cái tắp lô, tắp bi cửa còn sạch sẽ lắm anh chị, không có bị tróc, không có bị dính dơ nha. Tắp bi cửa rất đẹp và sạch nè. Cửa tài là cái cửa mà mở ra mở vô thường xuyên nhất. Đó. Này, bộ ghế này là ghế da, thì mà khi mà mua mới thì chủ xe đã bọc từ cái thời điểm đó tới bây giờ luôn. Cái chất liệu còn giữ rất là kỹ anh chị ha. Đây cần số nè anh chị. Đầu CD zin heo xe, xe này vẫn chưa lên đầu DVD nha. Nhưng mà bây giờ anh chị muốn lên cái đầu DVD á, thì bây giờ nó cũng rẻ lắm anh chị, tầm khoảng 4 triệu rưỡi là mình có một cái đầu DVD mà xịn mình xài luôn rồi. Giờ nó cũng rẻ lắm chứ không còn mắc như hồi xưa nữa. Vàng nhựa bên trong còn đẹp anh chị ha. Vô lăng còn cứng cáp nè. Logo trên vô lăng nó bị tróc nhưng là do là cái túi khí nó liên kết với cái logo này luôn. Nhưng mình muốn thay logo là bắt buộc phải đụng tới cái bộ cái cụm túi khí trên đây. Cho nên nó minh chứng cho là cái túi khí chưa có bung nha anh chị. Đó. Anh chị mà muốn thay cái logo này nó nguy hiểm lắm. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái túi khí bên trong á. Nại ra thì vẫn được nhưng mà nó bị bể góc anh chị. Phần sau, băng ghế sau thì cũng đẹp và sạch sẽ, không có bị rách gì hết nha. Những cái chỗ mà bị rách á, thì Khánh cũng đã cho xử lý lại hết cho anh chị rồi. Lót sàn còn khá mới anh chị, ghế cũng còn sạch sẽ nữa ha. Ốp chống trầy hết trơn luôn. Đây anh chị coi nè, rất là đẹp. Đó. Vỏ bọng là vỏ này đá thay đát 2020 rồi nha anh chị. Thay đát 2020 ha. Mâm zin hợp kim nhôm sơn màu bạc, mâm 16 inch và thay vỏ đã thay đát 2020 rồi. Đèn đó nó còn zin hết nha anh chị nha. Đấy. Có cam xe thì hình như là lúc không có cam da, chỉ có đầu CD thôi. Đó. Không gian phía trao sao cốp nè anh chị, sạch sẽ ha. Đây là một chiếc xe đi gia đình và không có chở hàng quá nhiều, cho nên anh chị thấy những cái mà chi tiết đây nè, nó không có bị trầy xước gì hết. Xe mà mình thấy chở hàng nhiều á là những cái bên này nó hay bị trầy đó anh chị, đặc biệt là cái này nè, cái miếng ốp này nè bị trầy dữ lắm. Tính ra con xe này là 7 năm sử dụng như thế này là rất là đẹp anh chị. Cốp rin chưa hẻ luôn nha, sơn cốp còn rin ha.
Đèn đó còn sạch, mới tinh luôn á. Đây, chị coi phía bên phụ ha, rất là đẹp. Con này thì vay được 60%, thì nếu mà anh chị vay thì trả trước đâu đó tầm khoảng 240, 250 là dư sức luôn anh chị, mình có thể nhận xe về được luôn ha. Đó. Nói chung thì bên Khánh thủ tục vay nó cũng sẽ đơn giản chứ không có khó và phức tạp, chỉ cần chụp hình căn cước của người mua nè, và chứng minh cái thu nhập hàng tháng của mình là được rồi, còn còn lại thì bên Khánh sẽ làm cho anh chị hết luôn. Rồi, đây là Innova số sàn đời 2017, máy nước sơn màu trắng, lăn bánh được 79.000 cây số và đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng là 472 triệu cho mẫu xe 7 chỗ rộng rãi và tiết kiệm này nha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm, vui lòng gọi cho Khánh với số điện thoại phía dưới màn hình. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.